Đâu? Mà đâu? Làm gì hai đứa la dữ vậy? Nhỏ này la vậy mẹ? À là con của cô giúp việc á, hai mẹ con ở dưới quê mới lên, không có chỗ ở mình cho ở nhà mình đó con. Eo, lỗ này ở dơ chắc luôn, nhìn người gọn tóc tai. Thì ghê quá, giống như bước ra từ trong bãi rác nữa. Nói gì nghe tổn thương dữ vậy? Mẹ không nói thích cách nói chuyện của con đâu nha. Đàn ông con trai gì ăn nói chuyện vô duyên quá. Con nhanh xin lỗi bạn đi. Lỗi. Bị anh á, sẽ ở đây với nhà mình. Mẹ sẽ đăng ký cho anh học trong lớp với con. Anh mới lên không có rành gì giờ đường xá. Con rảnh á thì dẫn bạn đi đây đi đó nha. Thôi con không chịu đâu. Đi với nó còn quờ lắm. Lại nữa rồi. Cái này là trách nhiệm, không bớt làm nhiều nữa đi. Anh à, tính con cô nó vậy á, nó hay nói vậy chứ nó không có gì, con đừng buồn nha. Nó mà có ăn hiếp con hay gì đó, con nói cô để cô xử nó cho. Dạ, không có gì đâu cô, con cảm ơn cô. Thôi, hai đứa làm bạn đi nè. Chào bạn, mình là anh. Rất vui được làm bạn với bạn. Ai thèm làm bạn với mấy người mà vui giống vui. Nói chuyện dù cách mắc mệt. Nếu như là quen với bạn. Xì. Cái thằng này Khang nói vậy chứ không có gì đâu nha. Con đừng buồn nữa nha con nha. Cái con nhỏ này, bộ mình bỏ nó lâu rồi nghe cái chuyện thấy ghê vậy trời. Hả? Ai cho tụi tiện lấy bánh ăn á? Làm ơn ăn uống ý tứ chút đi. Nó không đẹp người thì đẹp nết dũng cái. Thì tại cô nói tôi muốn ăn cái gì thì ăn. Tôi đâu có biết cái bánh này là của bạn đâu. Bị bánh trong nhà của tôi là dĩ nhiên là của tôi rồi. Chứ có ai mà hỏi. Cái đồ khó ưa. Nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Đúng là con nhỏ khó ưa.